Update spoiler One Piece Chap 1037 Danh tính cái bóng khổng lồ được tiết lộ, trái ác quỷ khiến chính phủ e sợ. Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em. Mở đầu video, nếu đây là lần đầu anh em đến với hồ sơ One Piece thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh kèm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau của bọn mình nhé. Vào nội dung chính nào, như anh em đã biết thì tuần này chuyện Break và những thông tin dò dỉ về chapter 1037 đã được bọn mình làm một video trong bản spoil ấy có hai chi tiết cực kỳ bí ẩn được đám quân chính phủ đang bao vây Wano cùng ngũ lão tinh nhắc tới. Đó là bí ẩn về một cái bóng siêu to trà bá và một trái ác quỷ bí ẩn nào đó. Theo thông tin spoil thì các lão tinh đã đổi tên trái ác quỷ đó để che giấu tên thật của nó khỏi thế giới. Có lẽ người hé lộ tin muốn tạo thêm bất ngờ, cũng như trang 1037 là một chương truyện quá hay nên những thông tin của nó toàn suốt dẻo. Hé lộ một lượt thì nó mất vui nên ông thần Licker này yểm hàng toàn bộ chi tiết quan trọng. Tuy nhiên, lại có một thông tin cực nóng vừa được spoil và mình sẽ cùng anh em bàn luận về nó trong video này nhé. Bắt đầu thôi. Nhắc lại một chút về những thông tin chapter 1037, tên chương này là Long Tử Bát Quái, một bản update kiểu Pro Max của Lôi Ô Bát Quái. Chiêu thức này được Tứ Hoàng Kaido sử dụng trong trạng thái say rượu. Với việc có được vinh dự làm tên của một cháp mở màn năm mới, nhất định Long Tử Bát Quái là một chiêu thức mang sát thương cực kỳ khủng khiếp, mạnh hơn tất cả những gì thầy đô từng thể hiện trước đây. Ngoài những thông tin về trận đấu giữa sinh vật mạnh nhất thế giới và ngũ hoàng mới nổi Mankey Luffy, ta còn được biết thêm rằng những con tàu chiến xuất hiện trong chap 1028 xen giữa đoạn hội thoại giữa Rob Lucy và đám CPO ở Wano chính là quân của chính phủ cử đến. Nhìn sơ thì hạm đội này chắc chả thua kém Buster Cole, thậm chí nhỉnh hơn. Một thanh niên nào đó đã báo cáo với ngũ lão tinh về một cái bóng siêu to trà bá. Năm ông già này cũng nói về một huyền thoại ngủ yên và một trái ác quỷ đặc biệt bị đổi tên. Và hôm nay, với kinh nghiệm hóng drama, được tôi luyện và mài rũa nhờ học hỏi những bà hàng xóm, mình đã nhận được thông tin về cái bóng mà quân chính phủ nhìn thấy. Đó chính là con voi ngàn tuổi Junisa. Rất bất ngờ anh em ạ. Ngoài ra, bản spoil mới còn đính chính một chi tiết sai ở spoil cũ, đó là huyền thoại hàng thế kỷ không thức tỉnh, là nói về trái ác quỷ bị đổi tên, chứ không nói về cái bóng khổng lồ. Quả là pha quay xe cực gắt, Oda đã là chúa tể quay xe rồi, đến cả fan làm licker của Thánh cũng quay xe không kém. Như vậy, chú voi còn ở bản đôn, anh à em cụ voi già junisa thần thú mang trên lưng đảo dù đã xuất hiện bài spoil không tiết lộ lý do nhưng cá nhân mình dự rằng voi khổng lồ xuất hiện là để hỗ trợ momonosuke có rất rất ít người có khả năng nghe được tiếng nói vạn vật có thể kể đến như roger odin hay luffy nhưng trong những thành phần cực hiếm này chỉ có dâm long momo là ra lệnh được cho voi junisa chứng tỏ tiềm năng vô bờ của cậu nhóc này các vua biển từng nhắc về sự ra đời của hai vị vua và mình cho rằng momo và luffy chính là hai vị vua được sấm truyền. Có thể cảm nhận được Momo đang gặp nguy hiểm hoặc nghe được lời nói của cậu ấy từ xa nên voi khổng lồ mới di chuyển đến Wano. Về vấn đề của Dâm Long cũng như vai trò của voi Juni, mình sẽ đem đến cho anh em những phân tích chi tiết trong bài xoay chat nhé. Đến với thông tin về trái ác quỷ bí ẩn mà các lão tinh nói, đó là huyền thoại hàng trăm năm qua chưa hề thức tỉnh. Tin dò gì cho biết đó không phải trái cao su. Nếu đây là sự thật thì mình tin huyền thoại ngủ yên đó là sức mạnh trái thanh long. Chính phủ đã qua mắt thế giới bằng cách đổi tên nó thành trái ca cá. Thực chất, nó có một cái tên khác, vì Kaido vốn là rồng, chứ không phải cá chép hóa rồng. Cái tên chả ăn nhập gì với sức mạnh thật sự của trái ác quỷ, thì có khả năng cao, Uo Uo chỉ là một đính đêm pha ke. Và hàng trăm năm qua, có rất nhiều nhân vật sở hữu trái thanh long. Nhưng trong số tất cả những người này, chỉ có thầy đô âm nhạc là thức tỉnh được nó và bộc phát được toàn bộ sức mạnh của nó, vì ông ta có tố chất cực kỳ to lớn, mang trong mình dòng máu Oni hùng mạnh cùng đội chịu chơi mắc tầm cứ ai đụng là thầy đô sẵn sàng đi lại. Kaido là kẻ duy nhất khai thác hết sức mạnh thanh long. Một bằng chứng nữa khiến mình tin vào điều này, đó là việc tên tráp 1037 là chiêu thức của sinh vật mạnh nhất thế giới. Rất ít chương được đặt tên bằng chiêu thức, chứng tỏ những bí ẩn trong tráp này phần nào liên quan vị tứ hoàng. Chưa kể, với cương vị là hải tặc mạnh nhất đương thời. Cùng với đó, thầy đô là boss của một ác vô cùng quan trọng, ác mở màn cho sự phát triển vượt bậc cho tên Muzan. Át hẳn, Oda sẽ biến Kaido thành mắt xích quan trọng, hé mở nhiều biến lớn của One Piece. Có thể ta sẽ sớm thấy được sức mạnh của trái thanh long và quỷ tộc. Kaido sẽ hóa nộ để chèn ép Luffy. Sau đó, Oda mới để cho lù bộc phát thêm hàng kỳ nhân vật chính và giành chiến thắng. Trên đây là những thông tin giỏi gì mới về chapter 1037. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye!